Trước mặt cô chú chị mình đây là tuyến đường DT991 anh chị. Hiện tại em Điền đang có mặt ở tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Đó, đường DT991 này, cái tuyến đường này sẽ đi thẳng luôn ha, đi thẳng tới thị xã Phú Mỹ ha. Từ thị xã Phú Mỹ sẽ nối tới là xã Bình Châu anh chị. Đó, DT991 này nối từ đầu tỉnh, nói nôm na dễ hiểu là từ đầu tỉnh tới cuối tỉnh luôn anh chị. Đó, nên là về vấn đề mà giao thông cô chú chị di chuyển nó sẽ nhanh gọn hơn và thoải mái hơn ha. Đó, sẽ gần hơn. Đó. Thường thường cô chú chị đi xuống đây thì cô chú anh chị sẽ hay đi đường là một là quốc lộ 5, hai là đường Châu Đức ha, đường quốc lộ 56 rồi đi suối Rau Đá Bạc rồi đó mới xuống đây. Nhưng mà bây giờ đã có tuyến đường này rồi ha. Cô chú chị mình đi thẳng xuống lộ 51, đi thẳng giao với lại tuyến đường này ha, mình đi thẳng xuống Hòa Hội mình luôn ha. Cung đường này dường như là quy hoạch cũng được mấy năm đây rồi, nhưng mà khởi công khoảng hơn một năm lại đây thôi ha. Nói chung là mỗi giai đoạn mỗi khúc là mỗi cái công trình khác người ta nhận làm. Nói chung là tuyến đường này cũng khởi công làm cũng rất là nhanh anh chị. Đó, cô chú chị cũng có thấy ha, đã thấy ha. Đường đã trải xong rồi, còn cái phần vỉa hè nữa thôi anh chị ha. Còn những đầu này thì người ta đang làm. Đó. Nói chung là cung đường thì cái mức độ hoàn thiện thì cũng là tương đối là 70-80% rồi. Nhưng mà bây giờ còn cái đoạn nối ra tỉnh lộ 329 nữa thôi. Còn một chút xíu nữa thôi. Nói chung là cái đó là giải tỏa xong là làm vòng xoay ở ngay khúc đó luôn anh chị ha. Đó. Và sẵn đây em Điền cũng sẽ giới thiệu tới cô chú chị một cái mảnh đất tương đối là nhỏ tiền ha, và diện tích mặt tiền đường được 8 mét đó. Cách đường DT991 này khoảng vài trăm mét thôi ha, đi vào đường này đó. Thì giá bán thì em sẽ nói trước luôn, nói trước cái diện tích luôn, và em Điền sẽ dẫn cô chú chị đi vào đó, em sẽ review chi tiết cho cô chú chị mình xem. Diện tích là ngang 8, sâu là 50, có sẵn là 80 thổ cư ha. Giá bán chỉ có là 890 triệu thôi. Mặt tiền đường nhựa này ha. Cách đường DT991 mấy trăm mét thôi. Rồi. Em Điền mời cô chú anh chị cùng em Điền đi vào bất động sản đó nha. Đây anh chị ha, hiện tại em Điền đang có mặt tại vị trí ngay bất động sản của mình rồi ha. Đây hồi nãy em ở phía bên này em quay nè, rồi em chạy vào đây. Đây, cái trắng trắng, cái tuyến đường trắng trắng ngoài kia là 991 anh chị ha. Đó, đi vào đây khoảng mấy trăm mét thôi. Đó, và tới đây là bất động sản của mình rồi. Nói chung là xung quanh thì dân cư đã có hiện hữu ha. Điện đài thì khỏi phải nói rồi. Ở dân cư có, điện đài có rồi. Và ở đây đã có sử dụng là nước sạch rồi anh chị ha, nước máy ha. Còn mình không muốn sử dụng nước máy mình có thể khoan giếng được ha. Đó. Ở đây thì vùng nước vùng này thì nguồn nước rất là nhiều anh chị. Đó. Đi chút xíu ra đây ha là gặp ngay cái ngã ba, mình rẽ phải ra là đi được ra tỉnh lộ 329 anh chị ha. 329 đó mình tuyến đường nó sẽ giao với lại quốc lộ 5 ha. Đó. Hiện tại em Điền đang có mặt ở đây là ở xã Hội. Vị trí chính xác của nó là ngay cầu 3 anh chị ha. Đó, nếu mà cô chú chị nào mà rành cái khu vực xã Hòa Hội hay là Xuyên Mộc đó thì nói tới cầu 3 thì chắc cô chú chị cũng đã biết. Đó. Và đây anh chị. Bất động sản của mình thì đây, ngang 8 mét ha. Từ giáp cái nhà này qua, giáp cái rào này qua ha. Ngang là 8 mét, qua bên này là 8 mét và sâu là 50. Có sẵn là 80 thổ cư anh chị ha. Đó. Chiều sâu này là 50, tương đối là được gọi là tương đối là sâu đó anh chị. Đó, rất là vừa đẹp luôn anh chị, không sâu quá cũng không ngắn quá ha. Đó, 50 là vừa đẹp luôn anh chị ha. Đó, tha hồ làm nhà vườn này kia luôn ha. Đó, quá đẹp, mặt tiền đường nhựa này. Đó. Từ vị trí mà Sài Gòn cô chú chị di chuyển về đây thì có cái tuyến đường đó rồi thì sẽ di chuyển gần hơn nữa. Đó, hiện tại thì cô chú chị di chuyển về đây mất khoảng là 2 tiếng rưỡi đồng hồ ha. Đó. Về đây ngay chỗ này thì đi ra tỉnh lộ 328 329 nó thì ngoài đó là dường như là có những cái tạp hóa rồi người ta kinh doanh nhỏ lẻ, ăn sáng ăn uống chợ đồ này kia nằm ngoài đó hết ha. Ở ngoài kia thì nói chung là chợ giống như chợ tự phát anh chị.
Không, không không có lớn lắm nhưng mà đủ để mà anh chị cô chú chị mình mua đồ ngoài đó ha, để mà sinh hoạt trong gia đình đó. Còn ra đây mình rẽ bên tay phải thì vào khu dân cư thôi ha đó. Tuyến đường ở đây quá là tuyệt vời anh chị đó. Ngay đây mà đi ra biển Hồ Tràm cũng không có xa lắm, cũng không có gần lắm anh chị đó. Tương đối là cũng cách khoảng 2 mấy cây anh chị ha. Đó, còn ra thị trấn Phước Bửu thì mất khoảng đâu đó mà 10 cây số ha, 10 cây hơn, cũng tương đối là gần. Ra đó thì cũng như là thị trấn cũng như là trung tâm huyện rồi. Đó, giá ở đây thì quá ra rẻ rồi. Có hướng thì hướng này là hướng Tây Bắc anh chị, hướng Tây Bắc. Buổi chiều hơi chói nắng một chút xíu nhưng mà mình có được cái chiều sâu là mình có thể làm mấy vòm hay là trồng những cái cây lớn ở phía trước nhà mình ha, để mà che mát được cái bất động sản của mình đó. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì liên hệ em Điền nha, em Điền sẽ dẫn cô chú đi thực tế bất động sản này. Em Điền cũng xin cảm ơn cô chú chị đã xem hết video clip của em Điền nha. Xin chào và hẹn gặp lại.